Xin chào anh em quý vị và các bạn đã theo dõi kênh của Luật Máy Cưa nha. Hôm nay lại là em đây, lại lên video giới thiệu và trò chuyện với anh em nhé. Hôm nay này anh em nào muốn mua máy giá xỉ không ạ? Muốn mua máy giá thanh lý không ạ? Thì hôm nay lại lên thanh lý cho anh em tất cả các mặt hàng anh em nhé. Tất cả các mặt hàng ngày hôm nay cũng em lại đang có đây ạ. Đánh dấu ký tự là lô chữ X nhá. X1, X2, X3, X4, X5, X6. Tại sao mà em lại đánh dấu ký tự là cái X này này? Để thuận tiện nhá, để thuận tiện cho anh em đặt hàng. Ví dụ nhá, em nói sơ qua hộ cái hình thức đặt hàng của bên em. Cái thứ nhất, bên em không bắt cọc trước này. Cái thứ hai, anh em hàng tới cho anh em kiểm tra hàng rồi mới thanh toán anh em nhá. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm. Nên là anh em làm, ví dụ anh em muốn chốt con nào nhá, thì cứ vui lòng để lại số DT của em, gọi thẳng trực tiếp cho em. Bảo là anh muốn mua con cây X1 là một này, hoặc là anh em muốn mua cây X2 này, hoặc là anh em muốn mua cây X3, muốn mua cây X4, mới mua cây X5, mới mua cây X6 là được. Đấy, bên em này hôm nay thanh lý bình điện, máy cưa, máy cắt cỏ cho anh em, thấy ok cho anh em, giá thành rất là hợp lý nhá. Đầu tiên thanh lý cái bình điện. Bình điện này 20 lít, thanh lý 590k một chiếc, bao ship luôn. Bao ship luôn cho anh em. Bình điện này 590k thôi nhá. Bình điện là bình điện Japan chất lượng cao nên là anh em cứ yên tâm nha. Bình điện Japan chất lượng cao nên là cứ yên tâm. Đây, phần bên trong của nó đây. Hàng bình này là mới đét 100% nhá. Bao ship 590 qua, ngày cửa hàng đang bán 7-800. Nhưng mà hôm nay em thanh lý có 590k thôi. Bên trong này cần xịt này. Đầy đủ hết nhá, cần xịt này rồi cục sạc rồi bếp này rồi tay nắm khóa này. Nhiều lắm, ở trong này nhiều lắm. Đấy, đúng không? 590k một chiếc, anh em thấy rẻ không? Bình này là bình 20 lít nhá. Bình 20 lít cho anh em về xịt thuốc sâu, anh em xịt vườn hoa màu đối tinh này. Có 590k chiếc rồi. Đây anh em nhìn hộ em này. Cái nắp này này, thấy không? Bên trong này nó làm cái nắp này để nước nôi nó không vào nhá, làm hỏng cái công tác cũng như là vu lung tăng chỉnh. Đấy, đây bà cho anh em xem này. Chạy đầy đủ nhá. Chạy đầy đủ, bình ắc quy rất đầy đủ. Đó. Đây dây đeo dây điếc của nó ở đây này. Và cái phần này này, nó có cái phần ở đây này, tháo ra anh em tháo cái bình ắc quy ra này. Ví dụ là nhà đang mất điện, lấy cái bình ắc quy ra, lấy cái bình ắc quy ra mà thắp điện được luôn nhá. Đấy, rút cái bình ắc quy ra được. Đấy, thấy không? Bình ắc quy lấy ra được dễ dàng lắm, không cần phải tháo đít đâu. Không cần phải tháo đít đâu anh em. Đấy, 590k một chiếc, anh em nào múc thì để lại ngay, gọi điện cho em để em chốt đơn cho dễ nhá. Cái thứ nhất thanh lý cái bình điện mới đét luôn nhá. Bình này là bình mới đét chứ chưa có xài đâu. Cứ yên tâm anh em nha, 590k một chiếc, bao ship. X1 nhá, X1. Rồi qua cây X2. Cái máy này thì nói chung là hai máy này là máy cưa khai thác anh em nhá. Khai thác tầm trung, khai thác tầm trung máy to đấy. Máy này là máy mới luôn, không phải là lô này là lô máy mới hết nhá anh em nhá, chứ không phải máy bãi đâu anh em nhá. Anh em lưu ý hộ cả chúng em. X2 1.150.000. X2 em đang bán có 1.150.000 một chiếc rồi. Con này ngoài cửa hàng đang bán 1.7, 1.8, nhưng mà hôm nay em bán có 1.150.000 thôi. Lam sẽ dài 55cm cho anh em. Đó. Bồ bồn inox luôn nhá, lốc hợp kim nhôm. Hôm nay em bán có 1.150.000 về cho anh em cắt, như đường kính khung gỗ khoảng tầm 3-40cm đổ lại là vô tư luôn. Đó, sử dụng hai ốc chân lam, bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Anh em múc cái con này về mà cắt gia đình, anh em lâu lâu bỏ ra cắt đây. Lâu lâu gọi như là xài ít thì lấy cái con này về cắt cho nó nhẹ nhàng anh em ạ. Đấy, giá thành thì tiết kiệm cho anh em. Hôm nay em bán có 1.150.000, em bao ship cho anh em luôn. X2 nhá, nòng 45 ly, công suất là 54cc, cắt đường kính gỗ khoảng tầm 3-40cm là ok luôn anh em nhá. Đấy, rất là hợp lý luôn. Còn con gì nữa rẻ hơn con này đấy anh em. Máy mới keng, xe beng luôn, mới tinh 100% nhá. 1.150.000, nổ cho nghe này. Nổ cho nghe này. Ok chưa? Ok chưa? 1.150.000 cho một chiếc này. Anh em nào múc thì bảo là anh muốn mua con X2 là được nhá. Anh muốn mua con X2 là được. Rồi con X3 thì con này thì công suất nó cũng như con X2 thôi. Công suất nó cũng như con X2 thôi, nhưng mà con này thì nó chất lượng hơn một tí. Con này thì nó chất lượng hơn một tí. Chất lượng hơn một tí anh em nhá. Đấy, con này thì em đang bán 1.500.000. Con này em đang bán 1.500.000 hàng Nakata. Ngoài cửa hàng đang bán hơn 2 triệu. Ngoài cửa hàng nó đang bán hơn 2 triệu nhá. Lam sử dụng là 55cm luôn. Nòng của nó là cũng là 45mm, công suất là 54cc, nhưng mà đặc biệt con này nó là lỗ bô 3 cửa xả luôn. Nó thoát khí tốt hơn nhá, nghe tiếng máy khỏe hơn. Tích hợp chụp giật trợ lực nhá. Chụp giật này là chụp giật to, chụp giật trợ lực cho anh em luôn đấy. Đó, nếu mà anh em về xài nhiều thì lấy con X3 cho nó chất lượng hơn. Chất lượng hơn nhá. Đấy. 1.150.000, 1.500.000. Thắng xích khóa xích của nó đây. Đó. Con này thì để về khai thác tầm trung này, cắt những đường kính khúc gỗ khoảng tầm 3-40cm đổ lại là vô tư nhá. 3-40cm đổ lại là vô tư, máy mới tinh 100% luôn anh em. Bây giờ anh em xài hàng cũ ấy, đến nó phụ tùng nó khó sửa. Làm con này phụ tùng ở đâu cũng có luôn, phụ tùng sửa ở đâu cũng có luôn. Mà giá này nhá, ngoài cửa hàng đang bán hơn 2 triệu, nhưng mà hôm nay em bán có 1,5 triệu này. Hôm nay em bán có 1,5 triệu, bên em bao ship luôn. Hôm nay thanh lý sập sàn cho anh em luôn. Anh em nào muốn thì nhanh tay chốt đơn đi. Đó. Ok chưa, kéo này. Nó kéo dễ nổ lắm. Nó tích hợp chịu giật trợ lực nên là nó giật nhẹ nhàng lắm. 1,5 triệu cho con máy này nhá, 1,5 triệu cho con máy này. Anh em nào múc thì múc ngay luôn chứ anh em còn chần chờ gì nữa. Giá này anh em ra ngoài cửa hàng không ai để cho anh em giá này đâu. Chỉ hôm nay trên video hôm nay em mới bán cho anh em giá này đấy. Hôm nay chỉ video của em mới bán cho anh em giá này. Máy mới tinh 100% luôn. Rồi vào qua 3 con máy cắt cỏ này, X3, X4, X5 này. X3, X4, X5. Đầu tiên là cây X4. Cây cắt cỏ X4 này để cho anh em về cắt cỏ bờ ao, cắt cỏ bờ ruộng này, cắt cỏ cho bò ăn, cắt cỏ cho cá ăn. Anh em ở khu vực đồng bằng hoặc là ở khu vực trên vùng cao, khu vực Tây Nguyên, khu vực ở trên Cao Bằng, Lạng Sơn. Nhưng mà anh em mua cho phụ nữ người ta đeo, hoặc là anh em lớn tuổi rồi ấy, cần một chiếc máy cắt cỏ nhẹ nhàng thì anh em lấy cho con X4 này. Con này em đang bán ngoài cửa hàng đang bán 2 triệu, nhưng mà hôm nay em bán video bán 1,4 triệu thôi. Hôm nay em bán 1,4 triệu thôi anh em. Rẻ sập sàn luôn anh em. Với cái số tiền anh em cầm ra ngoài cửa hàng, em đảm bảo luôn không ai bán cho anh em cái con máy này đâu. Với cái giá này, hàng này là Fukiwa FW330 nòng 36 ly luôn nhá, chứ không phải là nòng 32 ly hay là 34 ly đâu. 36 ly, công suất là 33cc, tiết kiệm xăng cực kỳ luôn. Một ngày hết tầm khoảng 2 lít xăng thôi. Một ngày hết tầm khoảng 2 lít xăng thôi anh em. Côn là tum côn rời nhá. Anh em nhìn hộ em này, phần tum côn này anh em nhìn chưa? Tum côn nó làm rất là dày dặn và chắc chắn luôn anh em nhá. Khỏi cần phải lo luôn. Đó, 1,4 triệu cho con này, cân nặng tầm khoảng 5,5 kg, nòng 36 ly, anh em thấy quá hạt rẻ chưa? Đó, anh em nào đang cần tìm mua máy cắt cỏ thì múc ngay con này về mà xài. Bây giờ anh em xài hàng cũ làm gì? Xài hàng cũ làm gì? Bây giờ hàng mới nó xài ngon lắm anh em. Hàng mới bây giờ nó thiết kế giờ ngon lắm, nó không có tạp nham đâu anh em ạ. Không như những con máy ngày xưa, anh em không cần lo đâu. Máy em bảo hành 6 tháng đầy đủ nên là cứ yên tâm nhá. Anh em nhìn phần tum côn nha, nó làm chất lượng không? 1,4 triệu cho con X4 này thôi. Đấy. Nổ này, nghe nổ cho anh em nghe tiếng máy luôn này. Nổ nghe tiếng máy này. Rồi, anh em nào muốn một chiếc máy cắt cỏ giá thành rẻ để về xài gia đình thì lấy cái con này cho nó hợp lý túi tiền nha anh em nhá. Lấy con này hộ em cho nó hợp lý túi tiền, có 1,4 triệu một chiếc X4 nhá. Anh em nào mua thì bảo là anh lấy con X4. Và anh em lấy máy cắt cỏ nhá, thì em lưu ý này, em sẽ tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ này, một ổ phát cước này, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề, 5 món phụ kiện sẽ kèm theo anh em nhá. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nếu mà anh em lấy máy cắt cỏ. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo anh em lấy máy cắt cỏ, và bên em hoàn toàn bao ship, cứ yên tâm. Hoàn toàn bao ship đầy đủ nha anh em nhá. X4 1,4 triệu. Rồi qua X5 và X6, qua X5 và X6. Hai con này thì nó là hàng máy to để cho anh em phân khúc hàng lớn đấy. Hàng này em nói thật là phân khúc lớn, máy thì để cho anh em về chuyên đập phát cước. Chuyên đập phát cước anh em nhá. Giá này thì em cũng đảm bảo luôn, ngoài cửa hàng không ai bán cho anh em giá này đâu. Em công khai giá luôn anh em. Con này em bán có 1,950 triệu thôi. Hàng này thì hàng 541 nhá. Hàng 541, nòng của nó là 40mm. Con này em đang bán là X5 1950, em bao ship cho anh em. Đó, hàng này Hukama Humana 3541, nòng 40mm, công suất tận 41cc. Tặng kèm đầy đủ là lưỡi cắt cỏ, ổ vắt cước, chắn cỏ, dây đeo, bộ đồ nghề, 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nhá. Tay ga đây của nó đây. Đó, anh em nhớ không? Anh em ở khu vực Tây Nguyên thì múc con này về mà xài anh em ạ. Đó, côn tum côn là tum côn lớn này. Tum côn lớn rất là dày dạn này, côn của nó là côn to luôn anh em nhá. Tum côn rời, có thể tháo cái phần cần này ra này, hoặc là phần cục máy ra rời lên ra nhau được. Đấy, 1950 cho một con máy này. Đầu bò là đầu bò chống cuốn dây nhá. Đầu bò chống cuốn dây đầy đủ luôn. Đây anh em nhìn cái phần đầu bò nó làm chắc chắn không? Ống cần là ống cần dày 28 ly, ống cần dày 2 ly nhá. Nên là cứ yên tâm về mà xài. Máy em sẽ chính sách bảo hành 6 tháng, cứ yên tâm. Bên em bảo hành máy 6 tháng đầy đủ cho anh em. Khỏi cần phải lo luôn anh em nhá. Hàng mới tinh tình 100%, ngoài cửa hàng đang bán tầm khoảng 2,6 triệu, 2,7 triệu. Ngoài cửa hàng người ta đang bán 2,6 triệu, 2,7 triệu, nhưng mà hôm nay em bán là 1,950 triệu thôi. Đó, rẻ bất ngờ luôn anh em. vực Tây Nguyên ấy, đang muốn tìm một chiếc máy cắt cỏ to để về chuyên đập phát cước hoặc là về phát thuê phát mướn nhá, thì lấy con này cho nó hợp lý túi tiền anh em. Nhưng anh em đi phát thuê chắc chỉ tầm khoảng độ 4-5 ngày là lấy được vốn rồi, 4-5 ngày là lấy được vốn con máy này rồi. Đấy đúng không ạ? Và dòng này anh em cứ yên tâm đi ạ, em bảo hành 6 tháng và lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần. Trong vòng tuần đầu tiên nếu mà máy móc mà nó trục trặc thì do nhà sản xuất em đổi cho anh cây mới luôn, đổi cho anh em cây mới luôn. Con này đặc biệt là chất chống, chân chống là chân chống sắt nhá. Anh em nhìn không, chân chống bảo vệ bình xăng là chân chống sắt, máy mới tinh 100%. Đó, hàng này nó lấy ý tưởng thiết kế giống như kiểu Humana 541 của Thụy Điển thôi. Đó, nó làm giống y hệt luôn anh em, không khác một tí gì nhá. Dùng cũng là ngon, nòng lớn để về đập phát cước. Bây giờ anh em không có điều kiện để mua máy xịn ấy, thì làm con này giá thành nó hợp lý hơn, vừa túi tiền. Anh em xài chán anh em vẫn không lỗ anh em đâu mà lo. Đó. Và cuối cùng trong lô ngày hôm nay này là một chiếc X6 2,7 triệu. Hàng Kuiper TG53. Con này thì nòng của nó lên đến 44mm luôn nhá. Nòng của nó lên đến 44mm luôn, rất là khỏe anh em nha. Rất là khỏe anh em. Đấy, dòng này cân nặng thì nó quá khỏe rồi. Anh em nào mà sử dụng dòng máy TG53 là có lẽ là biết là cái con TG53 nó khỏe như thế nào. Thì con này nó khỏe y hệt như thế. Tay ga đây, tay ga là tay ga cải tiến này nhá, bóp cả ngày không biết mỏi luôn. Tay ga cải tiến bóp cả ngày không biết mỏi. TG53 hàng Kuiper nha anh em nhá. Tum côn là tum côn rời luôn này, tum côn rời luôn anh em. Đây cho anh em nhìn phần cùm này, phần cùm cần nó làm cả cái cao su ở đây để giúp cho không bị làm gãy cây cần, không bị gãy cái cần. Đấy, nhiều anh em nó không có cái cao su ở đây này, nó rất hay bị nứt và bị gãy cái cần ở đây, nhưng mà cái này nó thiết kế cao su ở đây rồi. Giảm cái thứ nhất là giảm sóc, giảm cho tay nó không bị tê tay và nó bị đỡ bị gãy cái cần. Đó, ống cần 28 nhá. Anh em nào về sới đất làm cái con này cũng được luôn. Sới đất làm con này cũng được luôn. Khỏe lắm. Nòng là 44 ly cơ. 44 ly luôn anh em. Anh em thấy ok chưa? Anh em thấy ok cho con X6 này chưa? 2,7 triệu cho con này nha anh em nhé. Anh em nào cần thì múc ngay về mà xài anh em ạ. Giá thành thì rất là hạt rẻ. Ngoài cửa hàng người ta đang bán cái con này tầm khoảng 3,5 củ đấy, 3,5 triệu đấy, nhưng mà hôm nay em bán có 2,7 triệu thôi. Rồi, giới thiệu cho anh em các mặt hàng thanh lý hôm nay của bên em. Anh em nào ưng con nào thì nhanh tay để lại số DT của em nhé. Hoặc anh em gọi trực tiếp cho em. Số DT của em là em để thẳng ở màn hình rồi đấy. Em để thẳng ở màn hình rồi đấy, gọi trực tiếp cho em nhé. Bảo anh muốn mua con x mấy là được. Đây em đánh dấu ký tự này. Ví dụ là anh thích cái bình điện này rồi đúng không? Thì bảo là gọi cho em rồi bảo anh muốn mua con X1. Đấy. Hoặc là anh em muốn mua máy cắt cỏ thì bảo là anh muốn mua cây X4 hoặc là anh muốn mua cây X5 hoặc là anh muốn mua cây X6 là được anh em nhé. Hôm nay toàn là máy thanh lý cho anh em nên là anh em cứ yên tâm. Giá này ngoài cửa hàng không ai bán cho anh em đâu, chỉ có trên live hôm nay em bán cho anh em cái giá này đấy anh em. Rồi xin chào anh em nhé, hẹn anh em những video tiếp theo.